Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, năm nay toàn thành phố có hơn 113.600 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng, tăng 22.000 học sinh so với năm 2020. Năm nay, số học sinh đủ điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông là hơn 10.800 em, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2020. Những học sinh này là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ hoặc học sinh có chứng chỉ được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được miễn thi môn ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 và ngày 8 tháng 7 với 5 bài thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Các môn đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận.